không? Uống thuốc á? Khỏi á? Đây nhá. Thế em nhìn ở mặt cắt đây nhá, để mặt cắt bốn gọi là trực dài cạnh ước nhá. Đấy, thấy chưa, làm ăn trước đi động là ước gối chưa? Nhìn rõ chưa? Đúng không? Thấy chưa, đây cắt dạng song song đây. Đúng chưa? Dốc dốc tâm xương thì mình sẽ to từ đây xuống đây. Đây. Dốc tâm xương nó từ đây xuống đây. Trên ở mặt cắt này thì ta sẽ nhìn thấy là gì, mình có thể đánh giá được sơ bộ là gì, một cái độ dày thì nó lan từ bờ van này, đây sẽ là gốc lá van đúng không? Đấy, các nốt vôi này dày này, đúng chưa? Như thế này là mình có thể đánh giá sơ bộ vào nhá. Xong mình cho màu vào thì mình thấy này, tức là bệnh nhân này thì sẽ là còn có cả ngoài cái hẹp hai lá thì sẽ còn có cả một cái là hở hai lá nhẹ này, đúng không? Đánh giá đây bạn sẽ thấy nhá. Thế trên mặt cắt này thì chúng ta cũng đánh giá sơ bộ qua van động mạch chủ luôn, bao giờ cũng để ở một cái vị trí này, chúng ta đánh giá luôn cái van động mạch chủ. Thì ở đây hiện tại thì chưa thấy, đúng không? Từ con người lên van hở chủ cả. Xong sau đó từ mặt cắt này, từ mặt cắt này, đây bệnh nhân mới dung nhĩ này, con thấy nó không đều không? Không nhá, không đều nhau không? Ta chỉ nói chúng ta có thể di xuống một chút để quan sát cái dây chằng. Dây chằng thì ở đấy thấy là đoạn đầu của dây chằng nó cũng vôi này, nó cũng dày này, nhìn thấy không? Nhìn thấy cái bộ dây chằng này không? Khi ta để xuống thấp một chút thì sẽ nhìn thấy có các cái đoạn đầu của dây chằng dày và vôi nhá. Xong đúng ở vị trí này này, chúng ta quay đầu giò mang ra thì đầu tiên là qua các van động mạch chủ đúng không? Đây, các cái lá van tương đối là thanh mảnh. Nhìn thì có thấy hở thì tí gì thì mình quan sát lên sau nhá. Đấy, cái có quan trọng ở đây nữa là chúng ta sẽ có cái mặt cắt ở đây, chúng ta sẽ có cái mặt cắt ngang qua tiểu nhĩ trái này. Có nhìn thấy huyết khối đây không? Đây, ta đi lên một chút thì chúng ta sẽ cắt ra đây, đây là nhĩ trái, bộ nhĩ trái đây này. Nếu mà các em mở hẳn ra ở đó dưới thì sẽ là hai cái động mạch phổi hai bên nhá. Đây hai nhánh này. Van động mạch phổi này. Nhĩ trái, nhĩ phải này. Đây là cái mặt cắt, nhưng mà nếu mà chúng ta đi chìm lên một chút thì chúng ta sẽ đi qua mặt cắt trên này. Thì là chúng ta sẽ mở cái tiểu nhĩ ra. Đây là góc tiểu nhĩ này. Thực ra thì cái này chỉ nghi ngờ thôi chứ không phải là rõ lắm. Có một cái siêu âm thì nói là có nghi ngờ là có huyết khối, nhưng mà tuy nhiên là cái này em nhìn thì sẽ có thấy ấm cuộn này, các bạn nhìn thấy hiện tượng này không? Có ạ. Đấy chính là cái gọi là hiện tượng ấm cuộn tự nhiên trong trái đấy, thì hẹp hai lá tít mà. Cái này thì đang nghi ngờ là có một cái huyết khối đấy này, đây này, cái đám đấy này. Nhìn thấy không? Đây là cái lá này. Thế xong cũng ở mặt cắt này, sao chúng ta lại xuống đầu giò thêm một tí nữa. Đây. Đi tôi đi chìm tay xuống ấy. Chúng ta cắt xuống phía dưới. Thế như cái bàn nó quay chừa xuống như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ qua cái ba van hai lá thì ví dụ như này. Từ van động mạch chủ nhá. Để đúng ở vị trí đấy thôi, chúng ta cứ quét cái thì phải quạt xuống dần tắt xuống hơn ấy. Thì chúng ta sẽ phải chọn cái vị trí mà cái mép van nó rất là cân đối. Đây, em phải cắt ngang qua được cái mép van mà nó rất là cân đối, nhìn thấy mép trước quan sát được này. Thế thì người ta sẽ mô tả là gì đây, mép trước này có các nốt vôi gần sát ngay mép van này, mép sau này và dày như này, tương đối với mức độ dày thế này là gọi là khá là dày rồi đấy đúng không? Dày này to phải trên mấy rồi, gần 6 rồi, thế là dày nhiều rồi. Vôi thì giải rác này đúng không? Thì như vậy là cái van này chắc bên kia phải 9 điểm 10 điểm. Cái bảng King Score xem rồi đúng không? Đấy, thế nên nếu mà các bạn ví dụ này các bạn mà cắt chéo chéo như này này, đấy thì các bạn cắt chéo chéo như này thì các bạn cũng sẽ đo van nhưng mà đây là sai đúng không? Các bạn tự chỉ khi trên màn hình các bạn sẽ nhìn thấy là đây cũng là cái van, thì sẽ không đo ở vị trí này được. Hoặc là có những lúc các bạn cắt như này các bạn cũng bảo đây là van thì cũng đúng, nhưng mà mình đang cắt chéo đấy, cái này nó hôm bài lý thuyết tôi đã nói rồi đấy. Thì làm sao mà phải cắt được cái hình thất trái nó tròn trợn này để cắt đúng ngang con mép van như này này. Thì
Còn nếu mà ở trên này cũng 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 thành ra van đây này, nhưng mà nó méo mó ấy. Đây. Thì cũng là van, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn dừng lại ở vị trí này thì to sẽ bị rất là sai. Các bạn sẽ phải từ cái đúng từ cái ngang của động mạch chủ này, các bạn động mạch chủ nhé. Đấy, thì xong rồi các bạn đi xuống dần đi ngang qua cái van. Nhìn thì rõ mở 2 mét van như thế nào đấy, và cái van nó cân đối ở chính giữa cái vùng cắt trái như này. Thì các bạn mới đo được là chính xác. Vậy bệnh nhân này thì chắc là nó hẹp khít rồi. Dày nhiều này, và đây mét van trước thì còn tách được này, thì mét sau thì đã dày và vôi dính lên, nhìn thấy không? Thấy không? Đấy. Đo thôi, đo thì đo trên 2D thì các bạn viền theo cái này thôi. Khá là nhiều nốt vôi đấy, giải rác ở hai bờ van đấy. Thấy nhá, thế ở mặt cắt này chúng ta đã quan sát hết rồi đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cả bờ van này, mép van này, dây chằng này. Thế xong rồi chúng ta nhìn xem một cái góc tiểu nhị trái ở đây xem nó có huyết khối không. Đây thì cũng nghi ngờ một cái đám ở đây thôi, nhưng nó không rõ lắm, chỉ nằm ngửa ra một tí ạ. Xong sau đó chúng ta sẽ quay à, ở đây thì chúng ta có thể đo được cái chân áp qua van động mạch phổi, để tính áp lực động mạch phổi học rồi đúng không? Đây cho vào lòng hở phổi đây, chúng ta sẽ bắt được đây này, hai cái thân động mạch phổi này. Nên chúng ta sẽ cho vào đây để bắt phổi hở phổi. Cái này trong bài này học rồi đúng không? Đây. Đây thì chỗ này nhìn tương đối rõ thôi, không phải quá rõ lắm. Khoảng 22 cuối tâm trương là 18. Xong rồi tính áp lực ra nhá. Thế xong sau đó thì chúng ta sẽ ở cái quay ra mặt cắt 4 buồng. Mặt cắt 4 buồng thì chúng ta cũng có thể quan sát được tất cả các chị em trong thế nhá. Giờ chị mình là tên chị Tâm. Tâm à? Tâm hay là nửa nhưng mà có khó thở nhiều không? Chị tối nằm có khó thở không? À thế à. Đấy, thế thì chúng ta ở mặt cắt 4 buồng, người ta cắt hình vuông vắn này. Chúng ta cũng nhìn thấy này. Vôi đúng không? Dày này, dày đến tận gần, dày quá đến cả này. Bờ thân. Đây là bờ này. Đây là bờ lá van này. Ừ. Thế nhưng mà lên đây cái nốt vôi nó còn ra đến tận giữa thân lá van rồi. Như vậy là cái bên kia này chắc cũng phải 90 rồi. Đúng không? Vôi lan vào tận giữa này. Rất dày và vôi. Thế xong các bạn để ở đây, các bạn cho dòng màu lên để xem cái dòng xoáy này. Nhìn thấy dòng xoáy không? Nhìn thấy cái dòng tăng tốc của dòng hẹp không? Đấy, thì chúng ta lái làm sao cho cái cốt xoay nó cứ nhằm trúng vào cái dòng này. Chúng ta mà càng để các em càng để cái đầu dò cái cốt so nó càng trúng vào cái dòng màu này. Thì là cái phổ của mình nó càng đẹp. Đấy. Thì bây giờ ví dụ trong các cái nhân này, khoảng mấy nhân này các em sẽ đo nhân nào? Nhân 2. Đúng rồi. Không ai lấy cái nhân này cả đúng không? Lấy cái nhân này, không lấy cái này, bên chúng ta cảm thấy như này, cái này có là cái tương đối là có tính đại diện đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ đo cái nhân đấy. Khá là đẹp. Thì các bạn đừng lấy cái lồm sồm này nhé, lấy cái đường vạch trắng cái này. Đây này. Tất cả các nhân đều có cái đường vạch trắng nên nó mới là cái rất là rõ. Còn đừng đo những cái mà nó lồm sồm khi là nó cái. Thế xong sau đó thì các bạn 13-7 này. Giờ đo vào cái này đi. Đây, kịch bàn trên PHT này. Người ta sẽ cho các bạn hết cái phách tính mà. Các bạn kéo hết xuống như này. Đấy, 8. Thì xem nó cũng tương ứng với cả cái. Bạn cứ kéo hết đi. Qua kéo hết phổ này thì nó sẽ tính ra cái thời gian nó giảm áp lực xuống một nửa nhé. Chứ nếu mà chỉ kéo đến đây thôi này, hiểu không? Thì nó chưa tính được thì nó sẽ bị sai đi. Thì nó sẽ tính được nửa xuống cái chỗ mà em kéo thôi, còn kéo hết cái phổ này đi. Hoặc còn nếu không thì đến khoảng 1.7 này là áp lực ở chỗ này, nó sẽ áp lực trung bình nó sẽ giảm xuống khoảng một nửa. Nhưng mà nói chung được, em kéo thẳng cái phổ xuống không bao giờ bị, và lấy cái đường vạch sắc nét này nhé, chỉ cần lấy cái kia sản phẩm. Đấy, ở đây thì chúng ta cũng có thể quan sát đấy. Ở đây chúng ta cũng có thể chìm cái đầu dò xuống để quay cái mặt ở góc kiểu nhị trái ra ở bên này. Nhưng mà không phải là bệnh nhân nào cũng có thể nhìn thấy rõ. Chính vì thế trên là cái kiểu nhị trái. Ở đây chúng ta sẽ quan sát xem này. Đây là chính là hiện tượng âm cuộn này. Các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy âm cuộn tự nhiên nhiều không?
thấy chưa, đầu thái mà người ta gọi là âm khuộn đây này, đây này. Máu nó quẩn đấy thì cái vùng nhĩ trái nó giãn, đây đúng lý thuyết này, vùng nhĩ trái nó giãn lên xong rồi là máu nó bị ứ ở trên này, nên rất là đầu nhiều âm khuộn trong nhĩ trái. Trong cái tình huống mà có nhiều âm khuộn như vậy thì cái khả năng nó nghi ngờ huyết khối là rất là đúng. Nhưng thứ hai là bệnh nhân có một cái nó phải thấy là dòng thở nó không nhiều đâu, thấy không, dòng thở nó chỉ lấy lấy thôi. Những cái bệnh nhân mà hẹp khối đã rất là khít nhưng mà hở nó nhiều ấy, cái dòng máu nó dội ngược lại nó rửa cái buồng nhĩ trái thì thường rất ít khi có huyết khối. Nó lại có một cái hiện tượng như vậy nhưng vì bệnh nhân này không có hở rất là nhỏ thôi, cho nên âm khuộn nó dày đặc trong buồng nhĩ trái như vậy nó sẽ có huyết khối nhá. Sau ở đây chúng ta lại quay cho chúng ta quan sát ra được mấy chủ thấy van lòng chỉ hơi dày dày như này, ở bên kia thì mình cảm thấy là không hở, nhưng tôi nghi ngờ là có cái hở nhẹ xí ở đây, chắc là cũng có hở một tí đấy, nhìn thấy không? Đúng không? Có hở, van nó vẫn hơi dày. Còn đây thì van ba lá này thì hở nhiều rồi. Van ba lá này thì hở nhiều. Ở đây thì chúng ta quay, chúng ta hướng ở đây để chúng ta được cắt sò làm sao mà nguyên tắc của nó càng đi thẳng, đi trùng hướng với cả cái dòng chảy thì chúng ta bắt được nó sẽ càng đây, chúng ta sẽ lấy cái nhát này đi nhá. Tiến tối cho chúng ta nhé. 36 đi, 35 đi, 35 đi, 35 đi. Có những cái là phải được dài hơn, dung nhĩ mà. Quan sát ở đây là van ba lá nhá. Đấy, van ba lá đây thì cũng hơi dày. Thấy không? Cái mở nó không được hết này này. Hơi dày rồi hở ba lá thì có vẻ là hở được tổn, nó cũng có tổn thương thấp tim đấy. Cái van ba lá này nó cũng thanh mảnh như cái van ba lá khác đấy. Nhá. Đấy. Xong sau đó thì chúng ta sẽ cho cái như gan. À, các chị nắm nhở cho một tí chỗ nào. Đây, chỗ đổ vào của chúng ta sẽ đây. Tên ga đổ vào phải đây, nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ đẩy tm qua, chúng ta tắt này, đẩy tm qua. Nào, hít sâu thở đều chị nhá. Cứ hít sâu thở vào đều ra, hít sâu thở vào đều đều ra. Mình để cái shift speed đâu nhỉ? À, CSP để cho nó nhanh hơn một tí thì nó rõ đi về ha. Không có thì nó chưa kịp thở vào thở ra đâu. Chặt quá, chả nhìn thấy. Nên mình hơi chậm sao nhỉ? Kể chuyện cổ tích gì mà hay đấy chị Nga. Đây, em phải lấy cái dấu đổ vào của chúng ta trên gan đổ vào nhĩ phải. Thế này thì qua đây thì mình sẽ thấy là đây này, giữa cái thời kỳ hít vào thở ra thay đổi đoàn kính chắc chắn là trên 50% đúng không? Nhưng mà đo một cái này thì chắc nó cũng không lớn nữa. Đường kính nó không phải là quá sát, 1.1 thôi. Thế thôi, như vậy chúng ta sẽ cộng với 8. Thôi cứ cộng với 10 cho nó phần chắc. Thứ phi là cái buồng với buồng thất phải nó không quá giãn nhá. Đấy, nếu buồng thất phải mà quá giãn thì chúng ta sẽ cộng với 15, cộng với cả cái chỉ số mà chúng ta vừa đo đấy, nhưng mà nó cũng không quá giãn. Thế thì đấy, những cái bước chẩn đoán hẹp hai lá thì thế rồi. Có hở trụ kèm theo đấy, van thì dày dày này, bờ là cái đoạn trên này, nhưng đây là nó ra tận thân van rồi này, nó vôi ra đến tận thân van rồi. Cái này thì chỉ còn có hơi một cái là chúng ta hơi lăn tăn một chút là xem có cái huyết khối ở chỗ cái buồng kiểu nhĩ trái hay không, phải check đi check lại một chút. Nói chung là vẫn nghi ngờ cái đám này, đám đập âm ở đây thì cái này thì chắc là cũng không có chỉ định năm đâu, mà chắc là nếu mà cần đấy thì chúng ta sẽ phải check bằng cái tiêu mô thực quản nó sẽ đầu gió ngay sát đằng sau này. Đây là cái buồng nhĩ trái, cái thực quản của mình nó ngay sát đằng sau cho nên nhìn rất rõ. Nếu mà thực quản ở đây nhĩ trái đây chứ, tôi xin lỗi, tức là đây là nhĩ trái, thế nhưng mà khi mà làm cái đầu dò thực quản ấy thì cái đầu dò nó sát ở đây này,
đầu dao của mình từ ngoài vào thì nó lại đi qua thất phải trước, lại sang đi động mạch chủ rồi nó mới đến vị trái, nhìn nó hơi bị mờ. Nhưng mà khi mà ngược lại thực quản là đầu dao ở vị trí này nó phát ra ngược lại, cho nên khi mà cái đầu dao thực quản nó ở vị trí này, chúng ta nhìn cái buồng vị trái ngay đây này và toàn bộ cái hình này sẽ úp ngược lại, chúng ta sẽ nhìn cái này rất là rõ, chúng ta quan sát rất là rõ nhá. Rồi đã những hình xin thôi.